Dạ, mình là Hoài Anh Anh. Theo lời lịch sử Premier League, cho nên history in the Premier League. Giải đấu bóng đá ở Anh vừa tới sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi. In English football, next season will witness many different changes. Liên đoàn bóng đá Anh vừa chính thức ra thông báo, kể từ mùa giải tới, Premier League sẽ không còn tồn tại kỳ nghỉ đông. Thay vào đó, kỳ nghỉ hè giữa hai mùa giải sẽ được kéo dài hơn. The English Football Association has just officially announced that from next season, the Premier League will no longer have winter break. Instead, the summer break the season will be longer. Đây có thể coi là sự thay đổi bước ngoặt của Premier League về các giải đấu lớn ở nước Anh. Quyết định này được đưa ra sau khi FA tham khảo lời khuyên của các chuyên gia về y tế và kỹ thuật. This can be considered a turning point for the Premier League and other major tournaments in England. This decision was made after the FA consulted the advice of economy and technical experts. Theo tư trang chủ Premier League có đoạn, kỳ nghỉ giữa mùa giải được loại bỏ khỏi lịch cho phép. Premier League bắt đầu mùa giải mới vào giữa tháng 8. The announcement from Premier League home the mid-season break is removed from calendar, allowing to prepare to start next new season in mid-August. Kỳ nghỉ hè dài hơn để các câu lạc bộ đảm bảo cầu thủ được nghỉ 3 tuần liên tiếp trong mùa hè. Các chuyên gia đánh giá thời gian nghỉ ngơi dài vào mùa hè quan trọng hơn là the summer break is longer allow club to ensure three consecutive weeks in the summer. You could consider a longer break in the summer to be more important. Như vậy, lịch thi ở giai đoạn giữa mùa giải sẽ càng kéo dài, và đó tính khốc liệt ngày càng tăng lên. Thus, the match schedule in the middle of the season will be longer, thereby increasing the